Hai trẻ con đùa xe. Oh my god. Bé Tí Hon nhà em đây. Hello baby. Hello. Bóp đầu. Ok. Oh my god. Hai cha con. Yeah, that's what they used to use down at the races. They go from one race car section to another. They travel on that. Hi. Nó có dễ chạy không? Dễ. Chạy hả? Trời, sau mùa dịch á là hả sắm được chiếc siêu xe này nè. Go back, go back, go back. Okay, could you tell me how you feel on the small bike? Yeah. My Corvette goes 205 miles an hour. A Corvette? This goes 15. What do you think? A big difference, Lily. Uh-huh. But that's my Corvette. This is your Corvette. Okay. God bless you. That works well when you kick it down. Okay. It locks good. That's easy to carry. À, mọi người thấy chiếc xe nhỏ xíu vậy đó, nhưng mà đi á, nhanh lắm, tiện. Mà chạy được á, tới cái xe nhỏ của mình á, thì chạy được tới 45 km/h đến 50 km/h, chạy rất là nhanh. À, điện sạc thì chạy được khoảng chừng 70 cây hoặc 80 cây. Nói chung là thoải mái. Đó, bây giờ Lily với lại con trai Lily chuẩn bị leo lên hai chiếc siêu xe.
Người ta thì sắm siêu xe xịn, còn mẹ con Lily thì đi bằng cái siêu xe này. What that's supposed to do is drop down the other piece and then when we tighten it down, it closes. Because the more you wait, the bugs are coming. Mọi người thấy đẹp không? Thông nè. Trời bão rồi Hoàng ơi. Nhìn mây đen chưa? Hả? Rồi chốc quay về quá. Nhìn về cái hướng mà đám mưa nó kéo tới kìa. Bên biển á. Bây giờ về tới khu nhà Lily rồi nha. Đó. Lily ở nè. Nhà Lily còn phải quẹo vô một cái cổng an ninh nữa. Đi vô đó, đi qua cái cổng an ninh thì mới vô cái khu nhà Lily. Tại vì chỗ khu Lily là khu của quân đội á. Chạy trong này luôn con. Tới đầu kia rồi qua. Em đến bên đời hoa vàng một tối, lặng lẽ chia xa qua gành qua suối. Nào có ai hay. Rồi Lily tới cái đường vô cổng rồi nha. Rồi tới rồi. Mọi người chờ Lily nha. Lily phải vô, Lily quẹt thẻ Lily mới vô khu nhà Lily ở được. Con vô mở cửa trước đi. Mở cửa quẹt thẻ đi cho mẹ chạy xe vô. Đẹp chưa? Chiều xuống thành phố mộng mơ. Đây là cái dãy gara đằng trước. Dãy này gara này để xe.
Rồi, hết hành trình. Tới nơi. Hello. Nhớ không? Ừ. Đi nữa không? Đi. Đó, đây là cái chiếc scooter của Duy Hoàng. Nó đứng lên xe, nó chạy vòng vòng, nó chơi. Còn á, đấy, mọi người thấy hai chiếc siêu xe của mẹ con Lily không? Hello, chào Duy Hoàng. Trời, nay có siêu xe độc quá ta. Đẹp á. Xe này thì chạy được bao nhiêu km một giờ? Xe này toàn toàn cũng được 30 km/h. 30 km/h hả? Nhưng mà hả, thích không? Chạy xe này thấy thích không? Thích lắm. Thích. Gọn mà nhẹ, dễ chạy nữa đúng không? Ừ, dễ chạy. Ừ. Đi vòng vòng chơi. Cái này giống như là xe chạy thể thao được ha. Rồi giờ con chạy thử lại vòng đó cho mẹ với mọi người coi coi. Cảm giác như thế nào? Thiệt là sảng khoái, đã lắm luôn. À, cái bên của xe này chạy được khoảng bao lâu ta? Hình như là chạy được khoảng chừng cỡ 6 đến 70 km đúng không? Cái bên đó thì được rất là lâu. Đây là cái scooter. À, chiếc xe này thì mua cho Duy Hoàng để Duy Hoàng nó chạy vòng vòng trong sân cho nó chơi. Xe của Lily thì cũng scooter nhưng mà nó khác, nhìn nó lạ hơn một chút thì mọi người sẽ xem sau nhé. Cái xe của Lily thì nhìn nó ngộ nghênh lắm nhưng mà rất là dễ thương. Hello Sony Hoàng. It's good. It's good. Look very nice. Thiệt là sảng khoái đúng không? Xe này thì chạy khoảng bao nhiêu km một giờ? 16 mile. 30. 30 km một giờ. Nói chung là nhìn thì rất là thể thao. Ừ. Chung này là đi đi vòng vòng trong xóm và gấp nhỏ lại sách trên tay cũng được đúng không? Thì nhìn cũng rất là đẹp, thể thao. Xe mẹ. Người cũng đẹp. Ừ, ghê quá, người cũng đẹp nữa, mẹ cũng thích cái xe này nè. Đó. Thì như mọi người thấy á, thì sau cái mùa dịch á thì người ta lên đời, còn gia đình em thì xuống đời. Hồi trước thì đi xa hơi. À, đi xe siêu xe, còn bây giờ là xỉu xe. Nhìn chiếc xe thiệt là tiểu xe. Đó. Không muốn lên. Lên nhưng mà đều là hả, để từ từ. Nhưng mà thôi, để mẹ đi cái xe của mẹ. Đẹp á.